Vừa kể khổ vay nợ, Lâm Khánh Chi đã mạnh tay tậu trang sức kim cương 20 tỷ đồng. Nữ ca sĩ luôn khiến mọi người trố mắt bởi những món trang sức giá trị mà trong thời gian gần đây cô liên tục sở hữu. Cô liên tục cho ra những sản phẩm nghệ thuật tiền tỷ. Chẳng những thế, Lâm Khánh Chi cũng đầu tư rất nhiều tiền vào những món phụ kiện đắt đỏ. Mới đây nhất trên trang cá nhân, Lâm Khánh Chi vừa khoe món quà mới nhất của cô vừa nhận. Theo đó, đây là một đôi hoa tai cực đặc biệt. Khi chi tiết chính của nó là hai viên kim cương cực hoành tráng, đi kèm là những viên đá cực lấp lánh xung quanh. Không cần hoa văn cầu kỳ, nhưng ai nhìn vào cũng cảm thấy choáng ngợp với món trang sức đặc biệt này. Cận cảnh đôi hoa tai lấp lánh của nữ ca sĩ vừa tậu về. Khi vừa chia sẻ, các khán giả đã rất ngỡ ngàng khi mới vài ngày trước, Lâm Khánh Chi tiết lộ mình làm phim ngắn Mẹ Tôi là tiêu tốn hết cả tỷ đồng, nhưng chẳng lâu sau cô đã mạnh tay mua trang sức mới. Liên lạc với Lâm Khánh Chi để biết thêm về giá trị này, nhưng cô từ chối tiết lộ số tiền thật vì không muốn khán giả hiểu lầm mình khoe khoang tài sản trên mạng xã hội. Được biết, đây là món quà cho mẹ ruột của nữ ca sĩ tặng cho con gái. Và nếu so sánh với giá thị trường thì viên kim cương 12 ly, nước đê như thế thì phải nằm ở mức trên 20 tỷ đồng. Có thể nói mẹ của Lâm Khánh Chi đã rất chịu chơi vì tặng món quà cực đắt đỏ này. Từng không ủng hộ việc con chuyển giới, nhưng giờ đây ba mẹ cô lại yêu thương và lo lắng cho nữ ca sĩ hết lòng, bởi lẽ họ phần nào nhìn thấy được quyết định của cô thật đúng đắn. Vào dịp lễ 8 tháng 3, cô cũng được ông xã Phi Hùng tặng quà giá trị. Ở độ tuổi U40, Lâm Khánh Chi vẫn khiến mọi người trầm trồ vì vẻ ngoài trẻ trung quyến rũ. Gu thời trang cũng thay đổi hàng ngày để làm mới chính mình trong mắt đối phương. Đến hiện tại, Lâm Khánh Chi chắc chắn là một hình mẫu của rất nhiều người trong cộng đồng LGBT, bởi lẽ cô được sống là chính mình, có chồng yêu thương, được làm mẹ và công việc nghệ thuật trên đà phát triển. Mẹ Lương Bằng Quang lần đầu khen con dâu, gần 98 bây giờ biết ăn mặc kín đáo, rất ngoan ngoãn. Ở hiện tại, mẹ của Lương Bằng Quang đã hiểu hơn về con người của Ngân 98 và dần đồng ý cho cả hai yêu nhau. Sau một khoảng thời gian cấm cản mối quan hệ, hiện tại giữa Ngân 98 và mẹ của Lương Bằng Quang rất tốt đẹp. Ngân 98 và ca sĩ Lương Bằng Quang từng là một trong những cặp đôi gây sự chú ý của cộng đồng mạng. Hầu như cư dân mạng đều dành cho cặp đôi này những từ ngữ ném đá, dè biểu cuộc tình chênh lệch tuổi tác. Bản thân Ngân 98 và Lương Bằng Quang chưa bao giờ lên tiếng về những chỉ trích mà dân mạng dành cho mình. Lương Bằng Quang cũng từng thừa nhận rằng khi quen Ngân 98, anh bị gia đình chửi rất nhiều. Nhưng ở hiện tại, họ đã hiểu hơn về con người của Ngân 98 và dần đồng ý cho cả hai qua lại. Ban đầu, gia đình thẳng thừng từ tôi, họ chửi tôi rất nhiều vì họ không thích nghi kịp. Việc đọc những bình luận tiêu cực trên Facebook, có lẽ Ngân là hot face nên tầm ảnh hưởng trên mạng ảo lớn. Mới đây, trong buổi trò chuyện với báo, mẹ Lương Bằng Quang đã có những chia sẻ vô cùng thẳng thắn về cô bạn gái Ngân 98 của cậu con trai. Lúc đầu, bác chưa biết Ngân chỉ biết qua mạng nên cũng có cấm cản Quang. Nhưng đến thời điểm hiện tại, sau khi quen Quang thì bé Ngân ăn mặc kín đáo hơn. Mỗi khi đi ăn với gia đình, bé Ngân cũng biết tự kiếm tiền bằng cách bán hàng online, chịu đi học nữa. Ngân rất là ngoan lễ phép với mẹ. Đồng thời, khi được hỏi về việc đã sẵn sàng hỏi cưới Ngân 98 cho con trai chưa, mẹ Lương Bằng Quang lại cho biết cô tôn trọng quyết định của con trai và không can thiệp vào vấn đề này. Có lẽ qua những lời chia sẻ của mẹ Lương Bằng Quang, nhiều người đã có cái nhìn thiện cảm hơn dành cho cô gái tai tiếng. Hy vọng rằng cả Ngân 98 và Lương Bằng Quang sẽ có một cái kết vẹn toàn cho cuộc tình của cả hai. Lâm Vĩ Dạ lên tiếng về tin đồn tham gia một vai diễn khi vụ ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng Vua Cà Phê được dựng thành phim. Mạng xã hội bỗng lan truyền bức ảnh về việc Lâm Vĩ Dạ sẽ tham gia một dự án phim về cặp vợ chồng Cà Phê Trung Nguyên. Trước tin đồn này, diễn viên Lâm Vĩ Dạ đã lên tiếng. Mới đây, trên mạng xã hội bỗng lan truyền bức ảnh được cho là Lâm Vĩ Dạ sẽ tham gia một dự án phim về cuộc ly hôn nghìn tỷ của cặp vợ chồng Cà Phê Trung Nguyên. Tin tức này ngay lập tức khiến cư dân mạng xôn xao bởi câu chuyện về cuộc ly hôn đình đám của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo đang được quan tâm trong suốt thời gian qua. Theo tin đồn thì Lâm Vĩ Dạ sẽ thủ vai vợ một chủ tịch có tài sản nghìn tỷ, bám sát hình ảnh của bà Thảo, vợ Vua Cà Phê Trung Nguyên. Rộ tin đồn Lâm Vĩ Dạ sẽ đảm nhận vai diễn khi vụ ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng Cà Phê Trung Nguyên được dựng thành phim. Trước tin đồn này, Lâm Vĩ Dạ lên tiếng chia sẻ, vai này có trả em nghìn tỷ em cũng không dám nhận. Chuyện gia đình nhà người ta mình chỉ mũi, kiểu này thất đức lắm, huống gì nhà em hai đứa con trai nhờ đức mẹ hết. Thiệt tình không dám,
Tội lỗi vô cùng. Vợ chồng em đi lên bằng năng lực và sự yêu thương của anh em khán giả, chứ không có bú cái gì đó à, cái phim gì đó dơ lắm à. Lâm Vĩ Dạ chia sẻ có cho nghìn tỷ cô cũng không dám nhận vai diễn trong dự án phim liên quan đến vụ ly hôn của vợ chồng cà phê Trung Nguyên. Trấn Thành tự tin sở hữu chiều cao hơn Trường Giang, nhưng đứng cạnh siêu mẫu vẫn chỉ một mẫu. Dù sở hữu chiều cao lý tưởng, nhưng Trấn Thành vẫn bị rơi vào trường hợp dở khóc dở cười khi đứng cạnh đồng nghiệp cao kiều, Trường Giang còn bị dìm thảm hơn. Trường Giang và Trấn Thành là hai trong những ngôi sao hàng đầu của showbiz Việt, sở hữu tài năng diễn xuất vượt trội. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, họ luôn là tâm điểm của khán giả. Tuy nhiên, không ít lần hai nam danh hài bị dìm hàng bởi chiều cao khiêm tốn của mình khi xuất hiện chung với các nữ đồng nghiệp. Đứng cạnh người đẹp Trương Thị Mai, Trấn Thành lộ rõ chiều cao khiêm tốn của mình. Càng thê thảm hơn cho nam MC khi đứng cạnh Á hậu Thanh Tú. Trong một chương trình khác, nam diễn viên hài có chút lúng túng nhẹ vì chiều cao khủng của nàng hậu. Á hậu mâu thủy cúi đầu mà Trấn Thành vẫn chưa thể cao bằng. Harry Won đi giày cao gót thì Trấn Thành cũng phải xin thua, nam danh hài chỉ đứng đến tay vợ mà thôi. Trấn Thành đi giày độn mới có thể cao hơn vợ mình. Tuy nhiên, vợ chồng Trấn Thành Harry Won vẫn là một cặp đôi hot nhất nhì showbiz Việt hiện nay bởi vẻ ngoài nam nữ thanh tú trông rất xứng đôi. Sở hữu chiều cao khiêm tốn 1m67, Trường Giang không ít lần bị hạ bệ bởi nhiều mỹ nhân chân dài tới nách. Minh Hằng có thể để tay lên vai Trường Giang một cách dễ dàng. Đứng cạnh người mẫu Mi Lê, Trường Giang cũng chỉ biết chấp nhận số phận, chứ không thể làm gì được để vớt vát. Lan Khuê cũng không chừa cho Trường Giang chút mặt mũi nào khi đã cao lại còn diện đôi giày lên khên khi đứng cạnh anh. Khánh My phải đứng khuỵu chân để bằng Trường Giang. Cẩm Ly cũng phải ra sức phối hợp khuỵu đến trèo cả chân. Nhã Phương chỉ cần đi giày cao gót một chút xíu là đã có thể nhịn hơn ông xã. Dù Trường Giang sở hữu chiều cao khiêm tốn, nhưng cặp đôi vẫn có một mảnh cưới đẹp xuất sắc. Gặp cố nghệ sĩ Minh Thuận trong lúc thiền, Phi Thanh Vân ngạc nhiên khi đàn anh vẫn dùng smartphone lướt Facebook hàng ngày. Sáng nay trong lúc thiền chập chờn lại gặp anh trai Minh Thuận. Ôi đây là hình anh mà, sao anh làm Photoshop được đẹp và lạ quá vậy? Anh chỉ cho em phần mềm đi, Phi Thanh Vân kể. Mới đây, Phi Thanh Vân chia sẻ về giấc mơ kỳ lạ của mình trong lúc thiền vào sáng sớm. Giọng ca da nâu cho biết cô đã gặp Minh Thuận, cố nghệ sĩ tài hoa, nhưng yểu mệnh ra đi năm 2016 khi mới 47 tuổi. Trong giấc mơ của Phi Thanh Vân, nam diễn viên xấu số đang có cuộc sống bình yên cùng một người bạn nam trong hang động đẹp. Điều lạ là ở nơi cũ tuyền, cố nghệ sĩ Minh Thuận vẫn dùng điện thoại smartphone và lướt Facebook. Gặp lại nhau, nữ diễn viên cô gái xấu xí được đàn anh cho xem những chia sẻ hàng ngày. Nhìn loạt ảnh đẹp của Minh Thuận, Phi Thanh Vân trầm trồ ngưỡng mộ và xin đàn anh bí quyết để chỉnh ảnh sống ảo. Sáng nay trong lúc thiền chập chờn lại gặp anh trai Minh Thuận, Vân thấy mình vào trong một hang động rất lớn và đẹp. Anh ở trong đó cùng một người bạn nam, anh sống khá nhẹ nhàng và giản dị. Lạ một điều là anh cũng dùng smartphone, anh khoe Vân những hình ảnh đăng tải mỗi ngày. Nhưng khi Vân cầm lên xem thì lạ thay, đó toàn là hình bóng một người đang bay trên trời mây rất đẹp và ma mị làm sao. Ở đây là hình anh mà, sao anh làm Photoshop được đẹp và lạ quá vậy? Anh chỉ cho em phần mềm đi, rồi giấc mơ ấy biến mất. Vân chập chờn quay lại vào cõi thiền định của riêng mình, họ Phi kể. Trong giấc mơ, Phi Thanh Vân cũng gửi lời cảm ơn cố nghệ sĩ Minh Thuận vì nhờ có anh giúp đỡ, cô mới được casting vai Phương Trinh trong Cô Gái Xấu Xí, để rồi từ đó có được thành công hiện tại. Đúng là khi tâm thức đang nửa mê nửa tỉnh, vào cõi vô thức, não ta có thể bắt được các tần sóng âm. Có lẽ vì đêm qua lúc 1 giờ 35 phút, sáng Vân còn xem hình anh qua các bài báo cũ từ năm 2008 về hậu trường phim Cô Gái Xấu Xí và đăng hình anh cùng các anh chị bạn diễn lên Facebook cá nhân, trong tâm niệm cũng nghĩ về anh trai, nên sáng nay khi thiền định, anh đã cho Vân gặp anh. An nghỉ an nhiên an lành trên cõi trời Phật anh trai nhé. Em gái cảm ơn anh về tất cả, không có anh thì em đã không được casting vai Phương Trinh trong phim Cô Gái Xấu Xí và thành công như ngày hôm nay. Vĩnh biệt anh trai Minh Thuận. Ninh Lâm Caro, giọng ca da nâu nhắn gửi. Phi Thanh Vân và Minh Thuận có mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết, cả hai từng đóng chung phim Cô Gái Xấu Xí. Phi Thanh Vân vào vai Phương Trinh, trong khi cố nghệ sĩ Minh Thuận vào vai Ninh Lâm Caro.
Phương Trinh trong Cô Gái Xấu Xí là vai diễn đầu tiên ghi dấu ấn lớn sân điện ảnh của Phi Thanh Vân. Thành công của bộ phim giúp chân dài làng mẫu tự tin chuyển hướng sang phim ảnh. Cô có cơ hội góp mặt trong nhiều phim như Những Thiên Thần Áo Trắng, Kính Thưa Oxin, Thẩm Mỹ Viện, Cô Dâu Đại Chiến, Long Rồi. Về phía Minh Thuận, nam diễn viên thành công với nhiều vai diễn trên sân khấu. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ không may mắn khi ra đi vì mắc bệnh hiểm nghèo, dù đời còn xanh, tuổi còn trẻ.